Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận anh LVN, 39 tuổi, ngụ ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, bị bỏng lưng độ 2 sau khi tự đắp lá chữa đau lưng. Nguyên nhân là do anh N có tiền sử đau lưng nhiều năm do đặc thù công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, anh N không đến viện khám mà tự đọc trên Internet tìm một loại lá cây đem giã trộn với muối đắp điều trị. Sau 3 ngày, tình trạng đau lưng không cải thiện và vùng da đắp thuốc còn bị phỏng rộp độ 2 vùng thắt lưng. Tương tự, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba Đồng Hới, bệnh nhân nữ 53 tuổi ngụ ở Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng hai chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng hai gan bàn chân. Nguyên nhân là do trước nhập viện 6 tháng cảm thấy đau nhức vùng lưng, đi lại khó khăn, bệnh nhân được bạn bè tư vấn chườm lá một thời gian dài. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, cả hai bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Thạc sĩ Nguyễn Văn Mận, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, chia sẻ, nhiều trường hợp đau cột sống thắt lưng đã điều trị sai phương pháp, chẳng những gây tốn kém thời gian, chi phí điều trị mà còn khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng như cơn đau dai dẳng ở bất kỳ vị trí nào của cột sống, người bệnh nên đến cơ sở y tế để điều trị.